Hello anh em, hôm nay mình vừa mới nhận được một cái Canon M50 này. Cái mà các bạn đang video các bạn đang coi á được quay từ con Canon M50. Canon M50. Đây là Canon M50 hệ máy chuẩn bị ra mắt vào ngày 26 tháng 3 năm 2018, có nghĩa là khoảng 2-3 tuần nữa thì nó sẽ ra mắt, và đây là mình đang có trên tay bản sample, bản mẫu dùng thử. Mình trải nghiệm cho các bạn xem thử các bạn có muốn mua hay không thôi. Chứ đây không phải là bản mình mua đâu, tại vì trên thế giới chưa bán thì làm sao mà mua. Bây giờ chúng ta sẽ cùng mang máy đi qua ngoài đường để thử xem như thế này nhá. Ăn tôm mì xíu. Mì xíu ở đây rất là ngon. Mì xíu. Mì xíu là bao gồm có mì và xá xíu. Mì xíu gà mà đi giúp mọi người. Ôi, hôm nay là chủ nhật các bạn ạ, vì vậy nên mình sẽ ra cà phê để mình làm review cái con Canon M50 này. Vì ngồi ở nhà chán quá, chủ nhật ra ngoài cà phê cho nó đông vui. Review. Sướng quá. Nhưng mà có một cái vấn đề là ở ngoài quán cà phê sẽ bị nghe nhạc, đôi khi dính bản quyền thì rất là phiền, nên mình không thể làm review được ở quán cà phê. Mình đã trải nghiệm qua và mình có một số cái nhận xét mà đúng, xác nhận lại thì đây là một cái máy tốt nhất dành cho các vlogger và youtuber. Đầu tiên đó là cái màn hình gương lật. Các bạn có thể xem đây là cái màn hình. Mình thì gọi là màn hình gương lật, nhưng mà hoặc là màn hình lật gì cũng được. Nói chung là cái màn hình mà có thể lật ngược lại để mình có thể tự nhìn trong khi quay, mình xem là nó có bị ao nét hay không, nó đã bấm quay hay chưa, hay là mình có thể chỉ những cái ở phía sau, ví dụ như là đây là cái tủ này, đây là cái ổ điện, cái công tắc, hay là đấy cái công tắc, thì mình sẽ thao tác nói chuyện, mình thao tác với cái chủ thể ở trong khung hình của mình tương tác khán giả dễ dàng hơn. Tuy nhiên có một điểm là các bạn hãy lưu ý là hãy nhìn vào trong ống kính, lâu lâu thì hãy nhìn qua để mà canh khung, chứ còn lúc nào các bạn cũng nhìn qua thì giống như bị mắt lé. Ví dụ như mình đang nói chuyện với các bạn, mình cứ nhìn qua màn hình thì cảm giác nó bị mắt lé đúng không? Nhưng mà nhìn vô ống kính thì nó là tương tác trực tiếp vào mình, mắt mình nhìn vào mắt các bạn. Đó là gọi là eye contact, nghĩa là tương tác bằng mắt. Đó. Khi nói chuyện làm YouTuber hay là làm trước ống kính thì nên nhớ là eye contact, nhìn vào trong ống kính. Mấy cái máy như là Sony như là A6300, A6500, A6000 hay A7S rồi đó, nó quay rất là tốt, màu rất là đẹp, có S-Log 2, S-Log 3 nhưng mà không có màn hình gương lật. Màn hình lật cho nên thực sự rất là khó làm vlog. Cái yếu tố thứ hai khi mà làm vlog, chọn máy quay vlog đó là cái cổng cắm micro. Điều này rất là quan trọng, tại vì khi mà các bạn làm vlog thì các bạn sẽ thường xuyên nói chuyện trước máy quay, và nếu như các bạn không có một cái micro để định hướng, để hướng về cái mình nói, để giảm thiểu những cái âm ồn xung quanh và tăng cái giọng nói của mình lên, làm cho rõ cái giọng nói, thì nó sẽ rất là khó, nó sẽ không có âm thanh, nó sẽ nghe nó sẽ rất là chán. Nên là hãy tìm những cái máy có cổng micro. Trước đây mình có review một cái đó là Canon G7X2, thì mình rất là tiếc bởi vì đấy là cái máy dòng máy compact, và thường thì dòng máy compact thì nó không bao giờ tích hợp cái cổng micro cả. Và đây bây giờ cái máy Canon M50 này đã có. Điểm thứ ba cực kỳ quan trọng đó là cái khả năng lấy nét khuôn mặt. Tại vì khi mà các bạn quay, đương nhiên là lại là nói chuyện nhiều trước ống kính, thì nếu như mà nói chuyện nhiều trước ống kính thì cái cảnh quay hầu hết đó là phải lấy nét vào trong khuôn mặt khi mà mình nói đúng không, chứ nó đâu có thể lấy nét ra sau, thì làm cho cái mặt mình mờ đi như thế này. Đây, làm cái mặt mình mờ đi, nó ao nét như vậy thì nó rất là tệ. Nên là riêng về khoản AF thì mình nghĩ rằng Lumix G5, Canon M50
Các bạn có thể thấy rằng cái khả năng lấy nét của nó có chậm hơn con GH5 một chút xíu, nhưng mà vấn đề là nó rất là mịn. Con GH5 nó bị hunting, có nghĩa là khi các bạn nhìn vào cái nền phía sau á, các bạn sẽ thấy rằng nó motor AF của nó chạy và dẫn đến là nó giật cái khung hình, làm cho mình rất là khó chịu. Canon M50 thì nó tích hợp cái dual pixel AF rất là chuẩn, và nhanh thì có lẽ không bằng GH5, nhanh thì có lẽ không bằng Sony, nhưng mà cái việc nó rất là mịn làm cho video của mình thực sự là dễ chịu. Các bạn có thể xem lại cái đoạn là so sánh hồi nãy á, các bạn xem thấy. Cá nhân mình thì mình thấy rằng chậm cũng được, nhưng mà AF nó mịn thì nó rất là tuyệt vời và nó chuẩn. Từ đầu clip đến giờ á, thì tất cả đều là quay bằng cái chế độ auto focus, thì các bạn sẽ thấy rằng luôn luôn lấy nét vào khuôn mặt, không bị ao nét. Điểm cuối cùng mình muốn nói tới đó là khả năng chống rung. Như nếu như hiện tại mình quay phim mà mình để một chỗ như thế này, thực ra thì không cần chống rung. Nhưng đặc thù là quay vlog kiểu đi ngoài đường như là từ đầu video thì sẽ bắt buộc phải cần có chống rung. Không có chống rung thì rung lắm, mắt điều tiết, mắt khán giả xem điều tiết nhiều nhức đầu thì không muốn xem nữa. Nên chống rung là một điểm đặc biệt quan trọng đối với việc làm vlog. Tuy nhiên rằng mình khá là thất vọng, bởi vì nếu so sánh side by side so với Canon G7X2 thì Canon G7X, Canon M50 M50 thấp hơn một chút. Có thể hiểu lý do là cái hệ len nó thay đổi, cho nên việc chống rung nó sẽ khó hơn. Là Canon G7X2 là một dòng máy compact, len nó cố định, nên việc chống rung với một cái hệ len cố định thì nó sẽ tốt hơn. Mình nghĩ là ok, cũng dễ hiểu. Tuy nhiên dù gì thì mình cũng khá là hụt hẫng, vì G7X2 ra năm 2016, còn M50 ra năm 2018 mà chống rung thì lại không bằng, nên dù gì thì mình cũng khá thủ thắng. Vậy thì cuối cùng thì bạn, nếu là bạn thì bạn có mua con máy này hay không? Bạn có lựa chọn con máy này hay không? Theo bản thân mình, nếu như bạn làm dịch vụ, làm một cái quay phim dịch vụ, quay phim cho người ta này kia, thì con máy này thực sự là không phù hợp lắm. Bởi vì cái hệ màu, quan trọng là cái hệ màu của nó dựa trên nền tảng compact, nó không dựa trên nền tảng EOS. Nó là EOS-M nhưng mà lại không dựa trên nền tảng EOS. Cái Magic Lighten á, cái phần mềm hack để quay được file RAW á, nó không hỗ trợ EOS-M, chỉ hỗ trợ EOS thôi. Điều này mình cũng khá là buồn. Nhưng mà đối với những người quay vlog, những người quay ở nhà, không đòi hỏi phải màu sắc, phải chuyên nghiệp, phải màu sắc, phải grading đồ ghê gớm, cinematic các kiểu, thì thực sự cái máy này là rất là đủ. Và thực sự mình thấy rất là hài lòng với những chức năng này. Tuy nhiên mình cũng hy vọng rằng Canon có thể cải tiến cái firmware để cái phần chống rung nó tốt hơn, ít nhất là bằng con Canon G7X. Đó là bốn cái điểm chính mà mình cho rằng đây là cái máy phù hợp nhất dành cho các bạn làm vlog, mà dạng vlog làm YouTuber. Thực sự là như vậy. Ngoài ra thì nó còn sở hữu khả năng quay 4K. Thì phần này chắc là mình nghĩ nó không có giúp ích gì nhiều, bởi vì nó crop frame hình khá là nhiều. Nhưng cái máy nào á, mà có khả năng quay 4K thì mình nghĩ là, và mình thấy rằng nó thường sẽ có chi tiết tốt hơn là những máy mà không có chức năng quay 4K. Thêm nữa là cái bộ xử lý bên trong nó phải mạnh hơn, nó mới xử lý được 4K, nên nó sẽ mượt hơn, nó sẽ không bị lag, không bị giật, hay là những cái tình trạng lỗi thẻ nhớ đó. Ngoài ra thì nó còn có cái quay slow motion, một cái gia vị rất là tuyệt vời để tăng cảm xúc cho video. Slow motion lên tới 120 frame ở HD và 60 frame ở Full HD. Thực sự là rất tuyệt vời. Và thực sự mình rất là bất ngờ với việc thân máy nó nhỏ gọn. Như hiện tại mình đang quay nè,
cái video mình đang quay mà mình sử dụng một cái chân kẹp của GoPro, của hãng GoPro mà có thể là giữ được luôn cái máy này, thì mình nghĩ rằng là cái sự gọn nhẹ này nó rất là tiện, cực kỳ tiện luôn, bỏ vào ba lô mang vác nó, cả cái lens, cả cái máy thì nó đều có thể nằm gọn trong lòng bàn tay. Và mình nghĩ rằng nó chỉ hơn cái máy compact một chút xíu, không thể bỏ túi được, nó khác là không thể bỏ túi quần được, nhưng các bạn bỏ vào ba lô thì nó rất là gọn nhẹ. Vì vậy nên việc du lịch travel hay là những làm cái vlog thì cực kỳ phù hợp.